hữu tam thiên đại thiên thế giới, u ẩn ám xứ, tam đồ chúng sanh, văn ngã thử chú, giai đắc ly khổ, hữu chư Bồ Tát vị giai sơ trú giả, tốc linh đắc cố, nải chí linh, đắc thập trú địa cố, hữu linh đắc Phật địa cố, tự nhiên thành tựu tam thập nhị tướng, bát thập tùy hình hảo, nhược thanh văn nhân, văn thử đà la ni, nhất kinh nhĩ giả, tu hành thư tả thử đà la ni giả, dĩ chất trực tâm như pháp nhi trú giả, tứ sa môn quả, bất cầu tự đắc. Việc dịch. Lại nữa, trong tam thiên đại thiên thế giới, những chúng sanh ở nơi ba đường ác, ở chỗ sâu kín tối tăm, nghe thần chú của ta đây, đều được lìa khổ. Các vị Bồ Tát chưa lên bậc sơ trụ, mau được siêu lên, cho đến mau chứng ngồi thập trụ, mau đến quả vị Phật, thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Nếu hàng thanh văn, một phen được nghe qua chú này, hoặc biên chép, tu hành môn Đà La Ni này, dùng tâm chất trực như pháp mà trú, thì bốn quả sa môn không cầu tự được. Lược giảng. Lại nữa là lại nói thêm một lần nữa, tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới, trong những bài giảng trước tôi đã nói nhiều lần, sợ có người không nhớ, cho nên tôi lại giảng lại. Một mặt trời và một mặt trăng, một núi Tu Di, bốn châu thiên hạ thì gọi là một thế giới. 1000 núi Tu Di, 1000 mặt trời và mặt trăng, 1000 tứ thiên hạ thì gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới thì gọi là trung thiên thế giới, và 1000 trung thiên thế giới thì gọi là đại thiên thế giới. Vì nói 1000 thiên 3 lần nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Ha ha ha, 闻声摩地娑哈。